Chào các bạn, hôm nay thì cùng mình cùng tìm hiểu một chút về rằng hoa Pink Peace. Nó là tiếng Anh của mình thì có thể là chưa chuẩn lắm, nhưng nó là hai từ kết hợp của pink màu hồng cũng như peace là hòa bình á. Đặc điểm của dòng này mình thấy là nếu mà bạn cho nó vươn á, vươn thoải mái á, mình đã từng thấy thì nó lên đến tầm cỡ hơn 2 mét rưỡi rồi á. Và đặc điểm của dòng này nó cực kỳ sai bông, mà độ lặp của nó rất là tốt. Nếu như mà bạn có muốn làm trà hoa hồng hay là kiểu nhà luôn luôn có nhiều hoa nở liên tục ấy, mà nó rất là sai, cực kỳ sai luôn. Dòng này là cũng thơm và nở cũng khá là lâu, tàn. Thì mình thấy là tầm được 3-4 ngày thì đấy thì nó mới tàn. Của mình nó cũng bắt đầu ra, bạn sẽ thấy là đặc điểm của nhà mình là nó đang có rất nhiều bạn kính cam đó. Vì đang bị dẹp xanh tấn công nhiều chưa. Nếu mà mọi người mà trồng thì chắc chắn là sẽ xịt thuốc rồi, rất là nhiều loại thuốc để xịt dẹp một cái là nó tụi dẹp xanh này nó ngã lăn đùng luôn. Nhưng mình thì đang cố gắng để có một nguồn nguyên liệu làm nước cất hoa hồng nên mình không có phun gì cả. Mình cái đọt non của mình thực ra tầm khoảng 1,5 tháng trước thì mình có chuyển hồng từ vườn, dưới vườn cách khoảng cỡ 8 cây gì đấy, một xe tải luôn, nguyên 4-5 con người hì hục vận chuyển lên hết một ngày. Rồi sau đấy mình phải mất thêm cỡ 1 ngày nữa để trồng hết các bạn này xuống đó. Bạn thấy tất cả các ấy đều rất là nhiều nụ, nó nhiều lắm, sai cực kỳ luôn đó. Mình quay hầu hết tất cả các ấy đều có như bông thì cỡ chắc cỡ đường kính chắc khoảng 5 cm gì đấy thôi. Bông thì mình thấy cũng cỡ vừa thôi, chắc là vì nó sai hoa quá hay sao ấy nên bông không có to. Bông cỡ bình thường, không to lắm. Đây cũng là một dòng rất là khỏe. Mình thì rất thích dòng này vì hương thơm, và lại rất là sai. Nếu mà mình có muốn làm trứng cất nước hoa hồng hay làm trà, mình muốn sấy nụ hoa hồng khô làm trà này, nụ uống tươi này, thì dòng này khá là thích hợp. Bởi vì nụ hoa của nó cũng xinh nhỏ vậy. Mình sẽ đây, mình cũng có thêm cây này. Cây này thì đang bị phần trắng. Phần trắng này thì thường mình hay xử lý bằng cách là cho ấy, bạn thấy chưa càng nhìn thấy nhiều con này thì lại càng biết là nhà mình đang rất là nhiều dẹp xanh. Bởi vì mình trồng hoa hồng này là cũng khá là sát nhau nên nó cũng lây rất là dễ. Mình sẽ sắp tới mình sẽ đi chiết một vài cành hồng để cho nó quang hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.